Thầy chào tất cả các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đề tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của tỉnh Quảng Ngãi. Bài số 1, câu 1, thực hiện phép tính 7 nhân căn bậc 2 của 16 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 9. Thì chúng ta nhớ công thức là căn bậc 2 của A bình phương thì bằng trị đối của A. Vậy căn bậc 2 của 16 sẽ bằng căn bậc 2 của 4 bình phương và bằng trị đối của 4. Trị đối của 4 thì bằng 4. Và căn bậc 2 của 9 thì bằng căn bậc 2 của 3 bình phương thì bằng trị đối của 3 và bằng 3. Vậy chỗ này sẽ bằng gì đây? Chỗ này chúng ta có là ta có 7 căn bậc 2 của 16 cộng cho 2 căn bậc 2 của 9 sẽ bằng 7 nhân cho trị tuyệt đối gì đây? 7 nhân tuyệt đối của 7 nhân căn bậc 2 của 4 bình phương này cộng cho 2 nhân căn bậc 2 của 3 bình phương. Và nó bằng là 7 tuyệt đối của 4 bình 4 cái đó là 7 nhân cho 4 này, đó. Cộng cho 2 nhân cho 3. 7 nhân 4 bằng 28, 2 nhân 3 là 6, vậy là bằng 34, kết quả bằng 34. Câu số 2 là cho hàm số y bằng x bình phương có đồ thị là parabol là chữ B á. Câu A vẽ đồ thị, vẽ parabol. Câu B bàn phép tính tìm tọa độ giao điểm, tọa độ các giao điểm của B và đường thẳng D có phương trình là y bằng trừ x cộng 2. Thì trước tiên chúng ta làm gì? Làm câu A trước này. Làm câu A thì làm gì đây? Câu A là vẽ parabol y bằng x bình phương. Đây là câu A. Thì đầu tiên chúng ta phải trình bày đó là tập xác định là d bằng r. R chính là số thật, d bằng r. Và ý thứ hai là chúng ta làm là gì đây? Là chúng ta thấy là hệ số A này là lớn hơn 0 này, bằng 1 lớn hơn 0. Do đó thì cái hàm số lớn hơn 0 là đồ thị nó có dạng như vậy này. Đây. Thấy chưa? Lớn hơn 0. Còn nhỏ hơn 0 thì như vậy. Nhỏ hơn 0 là nó sẽ úp xuống. Thấy chưa? Vậy thì do là A bằng 1 lớn hơn 0, do đó thì cái hàm số đồng biến khi x lớn gì? Lớn không thì đồng biến này, thấy chưa? Phần lớn hơn không là đồng biến này. X nhỏ hơn không thì sẽ là nghịch biến. Đó, trình bày nghe chưa? Vì a bằng 1 lớn hơn không. Do đó hay là nên đi, nên hàm số đồng biến vì a bằng 1 lớn hơn 0 nên hàm số đồng biến nếu x lớn hơn 0 phải nè, và hàm số nghịch biến nếu đây hàm số nghịch biến nếu gì? Nếu x bán không, đúng chưa? Vì a bằng 1 lớn hơn không nên hàm số đồng biến nếu x lớn hơn không và hàm số nghịch biến nếu x bán không. Và tới đây chúng ta có một cái bảng giá trị. Bảng giá trị để vẽ. Bảng giá trị. Bảng giá trị đúng chưa? Chúng ta lập cái bảng giá trị để chúng ta vẽ. Chúng ta lập khoảng 5 5 cặp xy. Đây là x nè, đây là y bằng x bình phương. Đầu tiên là số trừ 2 nè. Trừ 1 0 1 và 2.
Chúng ta lập 5 cặp XY cho là 5 điểm á, lập 5 điểm. Y bằng x bình phương, x bằng trừ 2, thay vào đây là trừ 2 bình phương bằng 4. Chúng ta có thể dùng máy tính chúng ta kiểm tra này. X bình phương hay chưa? Chúng ta nhấn cái dấu CLC này, nhập trừ 2 vào là bằng mấy? Bằng 4, thấy chưa? Trừ 2 bằng 4 này. Còn trừ 1 thì tất nhiên bằng 1 rồi, thấy không? Trừ 1 này bằng 1. Còn 0 thì tất nhiên bằng 0, thấy không? À, trừ 1 bằng 1, cái này bằng 1. Chỗ này bằng 1, thấy chưa? Chỗ này số 1 á. Chỗ này số 1. Rồi. Còn x bằng 1 thì y bằng 1, x bằng 2 y bằng 4. Rồi xong. Chúng ta vẽ, chúng ta ghi đồ thị nha. Đồ thị. Đồ thị bây giờ vẽ này. Giá trị lớn nhất của y là bằng 4 nè. Thấy không? Lớn nhất của y bằng 4. Và đồ thị hướng lên như đó, chúng ta vẽ phần trên nhiều hơn nha, phần trên nhiều hơn phần dưới. Đây là trục y nè, không OA nè, đây là OX. Rồi xong, tiếp theo chúng ta vẽ điểm đầu tiên, điểm 00, 00 một điểm chưa, 00 này. Điểm thứ hai là 11, x bằng 1. Chúng ta chia nè, một nè, hai nè, 3 này, 4, 5. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Rồi. Bên đây cũng tương tự như vậy. Một này, 2 này, 3, 4, 5. 1 này, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4 và trừ 5. Kéo ở đây dài một tí. Kéo dài ra nghe chưa? Rồi. Trên này thì chỗ này chia là 1 đi. 2 3 4 5. Rồi bây giờ chúng ta vẽ điểm đầu tiên là điểm 00 đúng chưa? 00 này. Điểm thứ hai là 11, x bằng 1 y bằng 1, nấu vô. X 1 y bằng 1. Điểm thứ hai chưa? Điểm thứ ba là x bằng 2 nhân 4. Nấu lên. Bốn chỗ này nghe chưa? Bốn này. Và lưu ý đồ thị là nó nhận trục OA làm trục đối xứng, cái đó thì nó đối xứng với đâu? Bên trái. Và tức có nghĩa là x bằng trừ 1 thì y bằng 1 á. Rồi, điểm thứ 5, điểm cuối cùng là điểm trừ 2, 4. Trừ 2, 4. Rồi chúng ta đã có được 6 điểm rồi. Đúng chưa? Có được 5 điểm rồi. Thấy không? 1 nè, 2 3 4 5 điểm. Rồi chúng ta vẽ cái đồ thị mình đã qua tất cả các điểm này. Chúng ta có thể dùng parabol nha. Thầy không có parabol, quen lấy parabol nào. Em dùng parabol để vẽ cho nó đẹp.
Rồi, đây chính là cái parabol cần vẽ này. Parabol y bằng x bình phương. Và chúng ta điền tất cả các số vào. Đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3, 4, 5. Chỗ này là 1, 2 này, 3, 4. Đây là 4 nha. Đây là 5. Khó ghi cũng được. Bên này là trừ mấy đây? Trừ 1, đây là trừ 2. Đó là xong rồi đó. Và chúng ta nhận xét này. Tới đây chúng ta nhận xét. Nhận xét gì đây? Cái đồ thị hàm số y bằng x bình phương này là đường cong parabol đi qua cái điểm O 0,0 này, tọa độ là 0,0 và nhận OY làm trục đối xứng. Lưu ý là bề lõm là hướng lên trên. Nhận xét đồ thị. Đồ thị hàm số y bằng x bình phương là đường cong. Là đường cong. Parabol, đường cong parabol đi qua điểm O tọa độ là 0,0, nhận OA làm trục đối xứng. Nghe chưa? Nhận OA làm trục đối xứng, thấy không? Hai bên bằng nhau bây giờ. Từ đây cái đoạn này bằng nhau chưa? Đó, đối xứng. Bề lõm này hướng đến đâu? Hướng lên trên. Bề lõm hướng lên trên. Rồi, là xong. Tiếp theo là câu B. Bàn phép tính tìm tọa độ các giao điểm của parabol và đường thẳng D y bằng trừ cộng 2. Thì bước đầu tiên chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ lập phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng D. Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng D là gì đây? Cho hoành bằng nhau là x bình sẽ bằng gì? Trừ x cộng 2. X bình bằng trừ x cộng 2. Thầy chuyển hết qua bên trái thì có gì đây? X bình cộng x trừ 2 bằng 0. Phương trình bậc 2 này có dạng là a cộng b cộng c bằng 0 với a bằng 1, b bằng 1, c bằng trừ 2 này. Do đó thì a cộng b cộng c bằng 0. Vì a cộng b cộng c thì bằng như đây. A là 1, b là 1, cộng c là cộng với trừ 2 thì bằng 0. Do đó thì phương trình nó có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt là gì đây? X1 bằng x2 bằng. X1 như đây. Nếu phương trình bậc 2 có a cộng b cộng c bằng 0 thì nó có một nghiệm là x1 bằng 1, nghiệm thứ hai là x2 bằng c chia a. Mà c chia a đây là trừ 2 chia 1 chính là bằng trừ 2. Từ đây tính được y1, tính được y2. Y1 thì chúng ta thay vào parabol hay là thay vào đường thẳng đều được. Thì chúng ta thay x1 bằng 1 thay vào đây là được là y1 sẽ bằng 1. Hoặc chúng ta thay vào đây thì kết quả vẫn là y bằng 1. Còn x bằng trừ 2 thay vào đây là y sẽ bằng mấy? Y sẽ bằng trừ 2 bình phương lên là bằng 4. Y2 bằng 4. Chưa? Đó. Vậy thì kết luận nè. Vậy gì? Vậy parabol này, các đường thẳng D tại hai điểm phân biệt. Vậy parabol các đường thẳng D tại hai điểm phân biệt là gì đây? Là điểm thứ nhất là gì đây? Có tọa độ là x bằng 1, y bằng 1. Điểm thứ hai có tọa độ là x bằng trừ 2, y bằng 4. Bài số 2 là giải. Câu 1 là giải phương trình gồm hai câu là
Câu 1 này, một trước là giải phương trình, gồm có hai câu đó, giải phương trình và hệ phương trình. Đây là câu A là giải phương trình, thấy không? Câu B là giải hệ phương trình. Được chưa? Câu 1 giải phương trình và hệ phương trình. Câu A là giải phương trình. X bình phương cộng x trừ 12 bằng 0. Thì đối với phương trình bậc 2 thì chúng ta có hai cách giải. Cách thứ nhất là chúng ta dùng delta, cách thứ hai là chúng ta giải đưa về phương trình tích, đúng không? Đưa về phương trình tích. Thì thầy hướng dẫn em giải, rồi giải cái bài này, câu này bằng hai cách. Cách 1 nè. Cách 1 là đưa về phương trình tích. Cách 1 nha. Cách 1 là thầy hướng dẫn em đưa về phương trình tích. Thì thầy thấy cái chỗ này là trừ 12 đúng không? Do thầy tách cái x thành gì? Thành là 4x trừ 7x. Nhớ chưa? Cái này có trừ 12 này. Thầy tách x thành 4x trừ 7x. Vậy thì cái phương trình của mình nó là tương đương gì đây? Tương đương với x bình phương cộng cho 4x trừ cho 3x trừ cho 12 bằng 0. Và này tương đương x bình thì nhóm với 4x. Giải cái này thì chúng ta không sử dụng delta, không cần sử dụng delta này chưa? Cộng cho nhóm thứ hai là trừ 3x trừ cho 12 bằng 0. X bình cộng 4x thì chung gì đây? Chung x đặt x ra ngoài, ở trong là còn x bình chia x cộng x, cộng 4x chia x còn cộng 4. Còn trừ 3x trừ 12 thì chung trừ 3. Lấy trừ 3x chia trừ 3 là còn x, trừ 12 chia trừ 3 là còn cộng 4. Và tiếp tục là nó chung gì đây? Chung x cộng 4. Thì trong còn gì? X trừ cho 3. Vậy là cái này, cái phương trình này có dạng là A nhân B bằng 0. Thì mỗi cái bằng 0. Vậy tương đương với X cộng 4 bằng 0 hoặc X trừ 3 bằng 0. X cộng 4 bằng 0 chuyển 4 sang bên phải là X bằng trừ 4. X trừ 3 chuyển 3 sang bên phải là X bằng 3. Kết luận, vậy phương trình có tập nghiệm là gì đây? X bàn mà móc ra ghi số trừ 4 và số 3 là xong. Và cách thứ hai thầy hướng dẫn em giải bằng delta nha. Delta, cách 2 dùng delta. Cách số 2 nè, cách số 2 là chúng ta có nè, cái đây do hệ số b là lẻ đúng không? B là một lẻ này. Chúng ta lưu ý ở đây thì chúng ta nếu mà giải delta chúng ta chú ý dùng thầy là a bằng mấy? A bằng một này, b bằng một và c bằng trừ 12. Thì ta có delta bằng gì? Bằng b bình phương trừ 4 nhân a nhân c. B ở đây là một, bình phương là một bình này, trừ 4 nhân a là 4 nhân một nhân cho trừ 12. 1 bình phương là 1, trừ 4 nhân 1 là trừ 4, trừ 4 nhân 10 trừ 12 là bằng cộng cho 48 là bằng 49, lớn 0. Delta lớn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt gì đây? X1 bằng hoặc x2 bằng. X1 bằng trừ b cộng căn delta chia cho 2a, x2 bằng trừ b trừ căn delta chia cho 2a. B đây là 1, vậy trừ b chính là trừ 1, cộng căn delta là căn của một trăm, căn của 49 đúng không? Căn 49, căn bậc 2 49 này chia cho 2a là 2 nhân 1, tính luôn rồi nha. Căn 49 bằng 7, vậy trừ 1 cộng 7 này chia cho 2. 7 trừ 1 là bằng 6, chia 2 bằng 3, nghiệm bằng 3, đúng chưa? Rồi dưới này là chúng ta có là trừ b là trừ 1 nè, trừ căn delta là được trừ căn bậc 2 49 chia cho 2 nhân a là 2 nhân 1 và lại bằng trừ 1, căn bậc 2 49 là bằng 7 và trừ 7 chia cho 2, trừ 1 trừ 7 trừ 8 chia 2 bằng trừ 4. Vậy chúng ta cũng có hai nghiệm giống nhau chưa? Giống cái cách 1 chưa? Vậy phương trình có tập nghiệm
là gì đây? Là x bằng mã móc ra khi trừ 4 và số 3. Vậy là xong. Được chưa? Giải bằng hai cách. Câu B. Câu B là giải hệ phương trình 2x trừ y bằng trừ 3, x cộng 3 bằng 4. Thì cái hệ phương trình này chúng ta sẽ dùng phương pháp cộng đại số. Bởi vì chúng ta thấy này, ở phương trình trên là chúng ta có là trừ y, phương trình dưới là có 3 y, thì thay nhau phương trình trên cho 3 để nó ra trừ 3 y, và phương trình dưới có cộng 3 y, chúng ta cộng vế theo vế thì chúng ta mắc được gì? Mắc được 3 y, mắc được y, yeah, mắc được y. Vậy thì chúng ta trình bày này, hệ phương trình sẽ là tương đương phương trình trên nhân cho 3 nha, nhân cho 3 thì cái này nhân cho 3 là thành 6x trừ y nhân 3 là trừ cho 3 y, trừ 3 nhân 3 là trừ 9, và nó chính là 6x trừ 3 y trừ 9, đúng chưa? Phương trình dưới chúng ta không có nhân nha, để nguyên, và là x cộng cho 3 y cộng 4, thấy chưa? Trừ 3 y với cộng 3 y là cộng là mất chưa? Và chúng ta thực hiện phương pháp cộng đại số, đó là chúng ta cộng phía trái với nhau, phía phải với nhau, phía trái cộng lại với nhau thì 6x cộng x là 7x nè, trừ 3 y cộng 3 y là hết rồi, phía phải là trừ 9 cộng 4 là còn trừ 5, phải trừ 5, được chưa? Chúng ta giữ một trong hai phương trình, thầy giữ phương trình thứ hai, giữ phương trình x cộng 3 y bằng 4. Nhớ là cộng đại số xong mà chúng ta giữ một trong hai phương trình. 7x bằng trừ 5 thì x sẽ bằng trừ 5 phần 7. Và cái này ghi lại là x cộng cho 3y bằng 4 tương đương x bằng trừ 5 phần 7. Và cái này chúng ta thay x bằng trừ 5 phần 7 vào đây thì chúng ta có là trừ 5 phần 7 này cộng cho 3 nhân y bằng 4 tương đương x bằng trừ 5 phần 7 này. Và chúng này chúng ta có là gì đây? 3y chuyển 5 trừ 5 phần 7 sang phải nghe chưa? Là 4 cộng cho 5 phần 7 x bằng trừ 5 phần 7, chỗ này là 3y sẽ bằng 4 cộng cho 5 phần 7 thì quy đồng mẫu chung là 7, mẫu chung là 7 nha, 4 x 7 28, 28 cộng 5 là 33, nó bằng 33, 33 phần 7 tương đương x bằng trừ 5 phần 7, còn y thì bằng gì đây? 33 phần 7 chia 3, 33 phần 7 đem chia cho 3 tương đương x bằng trừ 5 phần 7, 33 phần 7 chia 3 có nghĩa là nó bằng 33 phần 7 nhân nghịch đổ lại là 1 phần 3, rút gọn là còn gì đây? 11 phần phần 7, được chưa? 1 phần 7. Kết luận, vậy hệ phương trình có nghiệm, nghiệm gì đây? Có nghiệm là gì? X mở ngoặc x nè chấm phải y đóng ngoặc là bằng mở ngoặc ra ghi số trừ 5 phần 7 chấm phải 11 phần 7 đó đóng ngoặc là. Thì chúng ta giải xong rồi chúng ta kiểm tra bằng máy tính này, đây quy trình trên cũng vậy này, quy trình trên bấm máy tính là bấm gì? 1 5 3. Hệ số A là bấm 1, hệ số B là 1, hệ số C là trừ 12. Em thấy kết quả nó ra là nghiệm bằng 3 với trừ 4 chưa? Ok chưa? Rồi còn hệ phương trình bấm như sau đây. Bấm 1, 5, 1. Hệ số A phương trình đây này, A1 là nhập 2 này, B1 là nhập trừ 1, C1 là nhập trừ 3. Phương trình dưới là A2 là nhập gì đây? Nhập 1, B2 nhập 3, C2 nhập 4. Thì ra nghiệm là trừ 5 phần 7 chưa? X trừ 5 phần 7, Y bạn 11 phần 7 chính xác chưa? Ừ đúng rồi đó.
Rồi, câu số 2 của bài số 2 là gì đây? Cho phương trình ẵn x, x bình phương trừ 2 nhân m cộng 2 nhân x cộng m bình cộng 7 bằng 0. Câu A là tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thì chúng ta nhớ là phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm phân biệt thì delta hoặc delta phải lớn bằng 0. Nhớ chưa? Thì ở đây do hệ số B là bằng trừ 2 lần m cộng 2, do đó thì B chẵn chưa? Dùng delta phải cho nó nhanh. Ta có này, tính delta phải nghe chưa? Delta phải bằng B phải bình phương đem trừ cho A nhân C. B phải bằng B chia 2. Chúng ta lưu ý cho thầy nè, A đây là mấy? Là 1, trước x bình là 1, B là trước x, vậy B nó chính là bằng trừ 2 nhân m cộng 2. Còn C là m bình cộng 7, B là bằng trừ 2 lần m cộng 2, thì suy ra là B phải bằng B chia 2. B chia 2 là bằng trừ, mở ngoặc ra m cộng 2, được chưa? Vậy thì B phải ở đây chính là trừ, mở ngoặc ra này, m cộng 2 tất cả bình phương lên, B phải bình phương trừ cho AC là trừ cho mấy? Cho 1 nhân cho m bình phương cộng cho 7. Và nó bằng gì đây? Cái này bình phương mắc dấu trừ chưa? Thì nó còn là m cộng 2 tất cả bình phương trừ A nhân C, thì cái này sẽ là nhân vào là trừ 1 nhân m bình chính là trừ m bình phương, trừ 1 nhân cộng 7 chính là trừ 7. Thì nó bằng là cái này hạng thức bình phương 1 tổng là A cộng B tất cả bình phương bằng A bình cộng 2 lần AB cộng B bình. A đây chính là m, B là 2, thì A bình chính là m bình này, cộng 2 lần AB là 2 nhân m nhân 2 là 4m, cộng B bình là cộng 2 bình là 4, và trừ cho m bình phương trừ cho 7. Đúng chưa? Thì cái này chúng ta thấy m bình trừ bình là hết chưa? Còn là 4m này. 4m. 4m chưa? 4 trừ 7 là còn mấy? Còn trừ 3. Rồi tới đây thì chúng ta lý luận ở chỗ này, biểu tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt mà. Phân biệt nên ta phải lấy không? Vậy thì phương trình có hai nghiệm phân biệt khi này, khi và chỉ khi là tương đương á, delta phải nó phải lớn không? Delta phải là chính là bằng 4m trừ 3, vậy thì 4m trừ cho 3 phải lớn không? Và chúng ta giải tiếp tục thì có kết quả là gì đây? 4m lớn hơn 3 và tương đương với m lớn hơn 3 phần 4. Đây là kết quả cuối cùng. Vậy m lớn hơn 3 phần 4. Kết luận nha, kết luận giùm thầy nha, là vậy nè. Vậy mới ra, vậy với m lớn hơn 3 phần 4 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Rồi câu B là gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình, tìm m để phương để x1 bình phương cộng x2 bình phương bằng x1 nhân x2 cộng 12. Thì khi mà thi vô 10 á, thì các em phải chú ý cho thầy hai cái công thức rất là quan trọng trong cái phần VS, đó là x1 bình phương cộng x2 bình phương và x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 thì bằng cái gì? X1 bình phương cộng x2 bình phương là bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ 2 lần x1 x2, nhớ chưa? Còn x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 thì bằng x1 cộng x2 tất cả mũ 3 trừ 3 lần x1 x2 nhân cho tổng x1 cộng x2. Nhớ hai công thức này nghe chưa? Thi vô 10 mà không nhớ cái này là không thi được đâu. Chưa? Trong phòng VS luôn luôn có cái này. Rồi. Bây giờ thì chúng ta lưu ý này, chúng ta phải trình bày như thế nào đây? Đề đã gọi x1 x2 là hai nghiệm của phương trình rồi. Thì bây giờ chúng ta lưu ý là phương trình của mình đó là x1 x2 là hai nghiệm phân biệt nha. Do đó thì chúng ta phải nói cái điều kiện vào, điều kiện của mình là gì? 3 phần 4 nè. Chúng ta nói là phương trình hay là với m lớn hơn
3/4. Theo gì đây? Theo VS, định lấy VS hay là VS cũng được. VS ta có gì đây? Có là gì? Có được là tổng hai nghiệm. Tổng hai nghiệm là x1 cộng x2, tích hai nghiệm x1 nhân x2. Tổng hai nghiệm là x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, mà b của mình đó là trừ 2 nhân m cộng 2, mà trừ b chia a là mất dấu trừ chưa, chia a là chia cho 1, và chúng ta còn là gì, 2 lần m cộng 2. Và tới đây thì chúng ta nên ghi luôn là bạn nhân vào là 2m cộng 4 cho nó tiện được chưa. Để đó có x1 nhân 2 bằng c chia a, c là m bình cộng 7, chia a là chia cho 1, chính là bằng m bình cộng cho 7. Rồi bây giờ chúng ta xử lý cái chỗ đề cho. Theo đề ta có gì đây? X1 bình phương cộng x2 bình phương thì bạn x1 x2 cộng cho 12. X1 bình phương cộng x2 bình phương thầy vừa phân tích xong là bạn x1 cộng x2 tất cả bình phương nè, trừ cho 2 lần x1 x2. Thầy chuyển cái x1 x2 và 12 sang bên trái luôn, thành trừ x1 x2 nè trừ cho 12 bằng 0. Và chúng ta thu gọn này lại được chưa? Đó chính là bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương này, 2 lần x1 trừ 2 x1 x2 trừ x1 x2 là mấy? Trừ 3 lần. Và lần trừ 3 lần x1 x2 trừ cho 12 bằng 0. X1 x2 thì là bạn m, x1 cộng x2 là bạn 2m cộng 4, nó ghi là 2m cộng 4 tất cả bình phương này trừ cho 3, x1 nhân x2 là m bình cộng 7, vậy là 3 nhân m bình cộng cho 7, đem trừ cho 12 bằng 0. Đây là hàng đẳng thức bình phương một tổng, a cộng b tất cả bình phương, và bằng a bình cộng 2 lần ab cộng b bình. A bình đây là 2m tất cả bình phương, là 4m bình phương, cộng 2 lần ab là 2 nhân 2m nhân 4 là bằng cộng 16m, cộng b bình phương là cộng 4 bình là mười mấy, 16. Trừ 3 nhân m bình chính là trừ 3m bình phương, trừ 3 nhân 7 là trừ 21, và trừ cho 12 bằng 0. Vậy tương đương 4m bình trừ 3m bình là còn m bình phương. 16 cộng 16m, 16 này cái đây trừ 21, trừ 12 là trừ 33, 33 mà cộng cho 16, trừ 33 cộng 16 là còn trừ 17 bằng 0. Các em đi ấy, cái phương trình bậc 2 này có dạng đặc biệt là gì? Hệ số A là 1, hệ số B là 16, hệ số C là bằng 1, trừ 17. Chúng ta không nên tính delta bởi vì nó có dạng đặc biệt, đúng không? Vậy thì chúng ta có là A cộng B cộng C là bằng 1 cộng 16 cộng trừ 17, đúng bằng 0 chưa? Và nó có hai nghiệm phân biệt là m bằng 1 và m bằng gì? C trên A là bằng 1 trừ 17 đó. Rồi, vì A cộng B cộng C vì A cộng B cộng C vì A này cộng cho B cộng cho C thì bằng đây A chính là bằng 1, B là 16 cộng cho C là cộng cho trừ 17 bằng 0 chưa? Bằng 0. Bằng 0, do đó thì cái phương trình này nó có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt là gì đây? M bằng hoặc M bằng, một nghiệm là bằng 1, nghiệm thứ hai là bằng C chia A. C chia A chính là trừ 17. Nhưng mà chúng ta lưu ý nè, hai cái này không có nhận một cái thôi, bởi vì sao?
cái điều kiện của mình là m phải lớn gì, lớn 3 phần 4, vậy thì 1 lớn 3 phần 4 chưa, cái này ghi nhận nè, nhận hay thỏa mãn điều kiện như nhau à, cái này là loại. Kết luận vậy với m bằng 1 thì thỏa yêu cầu bài toán nha. Và với m một thì thỏa yêu cầu bài toán, có nghĩa là với m một thì cái phương trình thì đây thì cái chỗ này này thì x một bình cãi hai bình bẻ mỗi 2 cộng 12 nha. Thỏa yêu cầu bài toán là chỗ đó đó. Rồi. Tiếp theo là bài số 3. Bài số 3 này. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4 km, một đoạn bằng phẳng dài 3 km và một đoạn xuống dốc dài 6 km như hình vẽ này. Cái đoạn lên dốc thấy chưa? Lên dốc này, đó. Đoạn bằng phẳng này, đoạn này đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc là 4 km, 4 đây km nha, đây là km á, km. Này là km. Này là km. Đoạn lên dốc là 4 km, đoạn bằng phẳng là 3 km và đoạn xuống dốc là 6 km. Một người đi xe đạp từ A đến B và quay về A ngay, đi về ngay. Hết tổng cộng là 130 phút. Lưu ý chúng ta đổi cái này về về giờ nha. Biết rằng vận tốc người đó đi trên đoạn đường bằng phẳng là 12 km. Vậy thì chúng ta tính được cái thời gian đi trên đoạn đường bằng phẳng là quãng đường là 3, vận tốc là 12, là 3 chia 12 là 1/4. Và vận tốc xuống dốc lớn hơn vận tốc lên dốc là 5 km/h. Lưu ý này, chỗ này quan trọng nè. Vận tốc lúc xuống dốc á, lớn hơn vận tốc lên dốc là 5 km/h. Lưu ý là vận tốc lên dốc xuống dốc lúc đi và về là như nhau, tức là bằng giống nhau á. Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc của người đó. Vậy thì để yêu cầu mình tính vận tốc lên dốc và xuống dốc thôi. Thì chúng ta đặt ẩn ở đây, chúng ta gọi x là vận tốc lúc lên dốc, thì vận tốc lúc xuống dốc sẽ là gì? Gọi x là vận tốc lúc lên dốc thì vận tốc xuống dốc sẽ là gì? Lúc xuống dốc sẽ là gì? X cộng mấy? Cộng mấy? Cộng 5 đúng không? Bởi vì vận tốc lúc xuống dốc hơn vận tốc lúc lên dốc là 5 mà. Đó. Và chúng ta lưu ý thì cái hình này đúng không? Hình này là từ bắt đầu từ A này. Đây. Bằng phẳng và đây xuống là chỗ này, xuống này, được chưa? Là B. Thì cái một người họ đi từ đâu? Đi từ A này, đi qua đâu? Qua B, thấy chưa? Rồi sau đó họ quay lại gì? Từ B quay về đâu? Về A. Có nghĩa là họ sẽ đi cái đoạn đường lên dốc là một lần đúng không? Nó được chưa? Lên dốc này, cái đường đoạn này lên dốc, rồi đây là bằng phẳng, rồi ra xuống dốc, bắt đầu họ lên dốc lại đúng không? Rồi qua đoạn bằng phẳng rồi xuống gì? Xuống dốc lại. Vậy thì giả sử như thầy có này, chỗ này là điểm B đi, chỗ này là điểm điểm này là điểm C đấy, điểm C, chỗ này là điểm D đi, đó thì chúng ta có cái mà cái quãng đường đi từ A đến B là bằng gì? X AB đó, sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng là X AC cộng XCD cộng cho X là DB đúng chưa? Còn quãng đường đi từ B về A này là BA đó, bằng gì? XBD đúng không? Cộng cho XDC và cộng cho X là CA. Nếu như vậy được chưa? Đó. Vậy thì tương tự cái thời gian cũng vậy luôn, cái thời gian thì chúng ta cũng có như vậy, cái thời gian là sao đây? Thời gian đi từ A đến B là chúng ta có là T của A của cái đoạn là AC này cộng T của đoạn là CD cộng T của đoạn là DB, thấy không? Nghĩa là thời nếu mà thời gian này, thời gian đi từ A đến B, TAB bằng gì đây? TAC cộng T của CD cộng T của DB, được chưa? Còn thời gian đi từ B về A là BA, TBA bằng T của gì? Của BD cộng T của DC đúng không? Và cộng cái T của CA. Đúng chưa? Đó. Và chúng ta
chỉ cần tính được thời gian đi từ A đến B, thời gian đi từ B đến A thì chúng ta cộng lại thì nó bằng là cái chỗ này đổi ra ra giờ nghe chưa. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đổi 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 nha, đổi 130 phút bằng gì đây? 130 phút thì chúng ta lấy 130 chia cho 60, bởi vì 1 giờ là bằng 60 phút, và 130 phút đổi sang giờ sẽ bằng 130 chia 60, 130 này chia 60 là nó bằng là 13 phần 6, bằng 13 phần 6 giờ là ghi chữ H chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi x là vận tốc lúc lên dốc của người đó, gọi nè x đơn vị là km trên giờ, có đơn vị nha là vận tốc, là vận tốc lúc lên dốc của người đó. Rồi x đơn vị là km giờ là vận tốc lúc lên dốc người đó. Thì x cộng 5 đơn vị là km trên giờ là vận tốc lúc gì? Sẽ là lúc xuống dốc của người đó. Của người đó nha, người đó. Rồi. X là vận tốc lúc lên dốc thì x cộng 5 là vận tốc lúc xuống dốc, bởi vì đề nó là vận tốc lúc xuống dốc hơn vận tốc lên dốc là 5 km/giờ. Vậy chúng ta đi tính cái thời gian lên dốc và xuống dốc luôn. Thời gian lên dốc à, thời gian lên dốc và xuống dốc với quãng đường là 4 km đúng không? Đúng không? Lên dốc này, xuống dốc này. Tức là họ đi qua đúng không? Đi qua từ A đến B rồi đi lại, đi ngược lại từ B về A thì nó có là, nếu đi từ A đến B thì gọi là lên dốc, còn nếu đi ngược lại là xuống dốc, thấy chưa? Vậy thì chúng ta có thời gian. Thời gian lên dốc. Lúc đi, lúc lên dốc. Thời gian lúc lên dốc xuống dốc trên quãng đường dài 4 km là trên quãng đường dài 4 km là gì đây? Lần lượt là nha, lần lượt là thời gian lúc lên dốc xuống dốc trên quãng đường dài 4 km lần lượt là gì? Lên dốc thì chúng ta có là gì? 4 chia cho gì? Cho x, đơn vị là h là giờ đó. Còn xuống dốc thì chúng ta có là 4 chia x cộng gì, cộng 5, đơn vị là giờ, được chưa? Xuống dốc nghĩa là người ta đi lên đây này, đi từ A đến B là gọi là lên dốc, nhưng mà từ B đến A gọi là xuống dốc, thấy chưa? Đó. Rồi tiếp theo chúng ta tính cái thời gian gì, thời gian lên dốc và xuống dốc trên quãng đường dài 6 km, đúng chưa? Thời gian lúc lên dốc và xuống dốc trên quãng đường dài 6 km lần lượt là gì đây? 6 chia cho x, đơn vị là giờ, và 6 chia x cộng 5 đơn vị là giờ luôn, là hết á, được chưa? Đó rất quan trọng rồi. Vậy thì chúng ta lưu ý này, cái thời gian mà đi từ A đến B thì chúng ta có là gì? Là cái đoạn lên dốc sẽ là A đến B dốc là 4 cộng x này, 4 phần x này cộng cho 3 phần gì? 3 phần 12 đúng không? 3 phần 12 này, đúng chưa? Và thầy chưa tính, tính luôn cái thời gian đi trên quãng đường 3 km là, thì quãng đường ba có quãng đường đúng không, chia chia vận tốc là 12 này, rồi còn ấy nữa, thời gian
đi trên quãng đường dài 3 km là như đây, là thời gian bằng quãng đường chia bằng tốc là 3 chia cho 12 là bằng 1/4 giờ. Và chúng ta lưu ý này, cái thời gian mà đi từ A đến B đó là như thế nào, đúng không? Thời gian đi từ A đến B như thế nào? Thời gian này đi từ A đến B sẽ bằng gì? Từ A đến B thì cái đoạn này lên dốc, đúng không? Lên dốc thì nó là 4 phần mấy? 4 phần x này, thấy không? Được cộng cái đoạn bằng phẳng là 3/12 đã tính được rồi, là bao nhiêu? Là 1 phần mấy? 1/4 á. Rồi bắt đầu xuống dốc này, xuống dốc thì cái đoạn này sẽ là bao nhiêu? Sẽ là bao nhiêu đây? Sẽ là 6 phần x cộng 5, được chưa? Đó. Rồi cái thời gian đi từ B về A này là bao nhiêu? Từ B về A thì chúng ta có là cái đoạn này là lên dốc sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 6 phần x, đúng không? Rồi bắt đầu đoạn bằng phẳng là 1/4. Rồi cái đoạn xuống dốc sẽ là 4 phần gì? 4 phần x cộng 5. Chính xác chưa? Đó. Vậy thì thời gian đi từ A đến B cộng thời gian đi từ B đến A là đúng bằng gì? 13/6. Và chúng ta tổng hai cái này lại thì bằng 3/6 là sao? Vậy chúng ta trình bày này. Theo đề, ta có phương trình là gì đây? Là 4 phần x cộng cho 1/4 cộng cho 6 phần x cộng 5. Cái này chính là thời gian đi từ A đến B này, cộng cái thời gian đi từ B đến A. B đến A thì nó có là gì? 6 phần x, đúng chưa? Thầy vừa phân tích xong á, cộng cho 1/4 và cộng cho 4 phần x cộng 5 thì nó bằng là 13/6. Tương đương 4 phần x cộng 6 phần x thì hai cái này cùng mẫu rồi, tử cộng lại với nhau là 10 phần x. Rồi 1/4 cộng 1/4 là bằng 2/4 là 1/2. 6 phần x cộng 4 cộng 4 phần x, xin lỗi, đây là 6 x cộng 5 chứ, cộng 5 và cộng 5 này. 6 phần x cộng 5 cộng 4 phần x cộng 5 là bằng mấy? 10 phần x cộng 5 thì nó bằng 13/6. Rồi chúng ta tiếp tục tương đương này, cái này là bằng 10 phần x cộng cho 10 phần x cộng 5 thì nó bằng gì đây? Chúng ta chuyển 1/2 sang bên phải, chúng ta lấy 13/6 này đem trừ cho 1/2 thì nó bằng 5/3. Rồi cái này tiếp tục chúng ta giải, nó thấy chỗ rồi giải nha. Rồi cái này giải nó hơi dài á, tương đương như đây, tương đương là cái này mẫu chung sẽ là gì? Quy đồng bên trái trước nha, mẫu chung bên trái là x nhân x cộng 5, mẫu chung là x nhân cho x cộng 5 này, cái này là mẫu chung là x nhân x cộng 5 thì cái này thiếu gì? Thiếu là x cộng 5, vậy chúng ta lấy 10 nhân cho x cộng 5 và cái này thiếu gì? Thiếu x, vậy cộng cho 10x thì nó bằng 5/3. Tương đương nhân vào thì chúng ta được cái này, 10 nhân x là chính là 10x, 10 nhân 5 là cộng cho 50, cộng cho 10x chia cho x nhân x cộng 5 thì bằng 5/3. Tương đương 10x cộng 10x là bằng 20x này, cộng cho 50 này và chia cho x nhân x cộng 5 thì nó bằng 5/3. Tương đương gì đây? Tương đương cái này sẽ là bao nhiêu? Chúng
Chúng ta thầy rút gọn hai vế cho Nam này, thầy rút gọn cho Nam được rồi đúng không? Rút cho Nam là ok đó. Mình chưa rút, bỏ cho Nam đi nha, bỏ đi Nam đi là còn mấy này? Là còn 10x nè cộng cho 25 đúng không? 10x cộng 25, rút gọn cho 2 nè là còn 10x cộng 25. Bên này là còn 1/3 nữa nha, 1/3. Đồng ý chưa? 1/3. Và mẫu đây là gì? X nhân x cộng 5. Chúng ta nhân chéo lên là sao ta? Nhân chéo lên. Nhân chéo lên nghe chưa? Nhân chéo lên. Nhân chéo lên phải không? Nè, là 10 này, đúng không? 10. 10 10 đúng không? 10x cộng 50 này. Cộng cho 10x đúng rồi. Bằng 5/3 mà. À, đúng rồi. Rồi được rồi. Rồi chúng này chúng ta nhìn lại đây, nhân chéo lên là được mấy đây? Nhân chéo lên là được là 30x nè, đúng không? Cộng cho 75 thì nó bằng là nhân chéo lên được là x nhân x cộng 5 chính là x bình cộng cho 5x. Phần này tương đương. Chúng ta chuyển hết sang bên phải cho là x bình nè. Chuyển này sang phải là 5x mà trừ cho 30 là còn trừ 25x. 75 chuyển sang phải là trừ 75. Được chưa đúng không? Bấm thêm xem sau. 1, 5, 3. 1 nè. Trừ cho 25. Rồi trừ 75 thử. À sao rồi bị sai rồi. Được không? Coi chừng bị sai. 10 nhân x cộng 5. 10x đúng không? 10/x. 10/x nè, cộng cho 10x cộng 5 là bằng 13/6 trừ 1/2, chính xác chưa ta? 13/6 nè. Trừ 1/2. 5/3 đúng rồi. Sai chỗ nào? Đây là 10 nhân x cộng 5 nè, cộng cho 10x đúng rồi. Bằng 5/3, cái này nhân vào là 20x đúng không? 20x cộng cho 50. Rút gọn cho 2 là còn 10 đúng rồi, 25. Rút gọn cho Nam chứ, cho Nam thì nhầm cái rồi, chỗ này nhầm rồi. Cho Nam mới đúng. Rồi chúng ta làm lại đi. Làm lại nghe chưa? Rồi thì chúng ta làm lại. Này tương đương. Mẫu chung bên này là x nhân cho x cộng 5 này. Vậy thì cái này sẽ nhân cái này, nhân cho x cộng 5 là 10. Khoan đã, trước tiên thì chúng ta rút gọn đi, rút gọn cho hai vế cho Nam cho nó tiện đi, đúng không? Cho Nam đi. Rút cho Nam hai vế nha, là còn mấy đây? Còn 2/x nè. Rút cho Nam thì còn là 2/x cộng 5, đúng chưa? Bằng mấy? 1/3. Ok chưa? Đó, vào quy đồng mới được, mới dễ nè. Tương đương. Mẫu chung là x nhân x cộng 5, và nhân cái này cho mấy? Mẫu này là x nhân cho x cộng 5, vậy là 2 nhân x cộng 5. Mẫu này là x cộng 5 nhân cho x cộng cho 2 nhân x thì nó bằng là 1/3. Tương đương. Tử cái này là mấy? Là 2x nè. Cộng cho 10 đúng không? Cộng cho 2x. Mẫu đây là x nhân x cộng 5 thì bằng là 1/3. Tương đương. 2x cộng x là 4x chưa? 4x cộng cho 10 chia cho x nhân x cộng 5 thì nó bằng 1/3. Và này tương đương gì đây? Nhân chéo lên. Nhân chéo lên chưa? Nhân chéo lên là cái này sẽ là 3 nhân cho 4x cộng 10 là bằng bao nhiêu? Là bằng 12x này cộng cho 30. Nhân chéo lên là cái này phải là x bình cộng 5x chưa? X bình cộng 5x nhân 1 chính là x bình cộng 5x. Này tương đương gì đây? Chuyển hết sang bên phải là x bình này. Chuyển sang phải là 5 trừ cho 12 là còn trừ mấy? Trừ 7x và trừ cho 30 bằng 0. Cái này chúng ta bấm thử máy tính xem sau này nó có đẹp hay không. 1, 5, 3 này. 1 đúng không? 1 này. A là 1, B là trừ 7, C là trừ 30. À đẹp rồi đúng không? 10 với trừ 3. Ok. Tới đây thì
Đây chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tính delta, đúng không? Tính delta. Tính delta. Tới đây có hai cách giải. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đưa về tích theo chương trình lớp 8. Còn cách thứ hai là tính delta, làm kiểu nào cũng được. Delta bằng gì đây? Delta là bằng b bình phương là bằng mấy? Trừ 7 tất cả bình phương này. Trừ 4 lần AC là 4 nhân 1 nhân cho trừ 30. Rồi. Trừ 7 bình phương. Trừ 7 bình phương lên. Trừ 4 nhân 1 này. Nhân 1 khỏi nhân cũng được. Thôi ghi này. Nhân cho trừ 30. Thì nó bằng là 169. Bằng 169 lớn 0 cho. Lớn 0 thì phương trình nó có hai nghiệm phân biệt. Suy ra phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Là gì đây? X1 bằng X2 bằng. X1 bằng trừ B. Trừ B ở đây chính là, trừ B ở đây chính là 7. Do B bằng trừ 7, trừ B là 7. Cộng căn delta là căn 169. Chia 2A là chia 2 nhân 1. Và lại cái này tính luôn đi. Đó. Còn trừ B là bằng 7 này. Trừ căn delta trừ căn 169 này. Chia cho 2A là 2 nhân 1. 7 này. Cộng căn 169. Chia 2 nhân 1 là nhân 2 nhân 2 nhân 1 này chưa? Bằng 10 này. Đó là 7 trừ cho căn 169 chia cho 2A là 2 nhân 1 và lại bằng trừ 3 này. Một nghiệm là 10, nghiệm là trừ 3. Được chưa? Và thì ở đây cái điều kiện mình là gì? Điều kiện chúng ta chưa gây đây. Nhớ cái điều kiện chưa? Điều kiện chỗ này là nhớ điều kiện này. Là gì đây? Chỗ này nhớ điều kiện cái thằng chưa? Điều kiện là x phải lớn hơn 0. Đúng không? X phải lớn hơn 0. Vậy thì x bằng trừ 3 là chúng ta loại này. Và đây là nhận. Vậy kết luận nha. Vậy kết luận. Người ta hỏi mình là vận tốc lúc lên dốc và vận tốc lúc xuống dốc là bao nhiêu? Vậy vận tốc lúc lên dốc sẽ là bao nhiêu? Vận tốc lúc lên dốc là gì đây? Là 10 km/h và vận tốc lúc xuống dốc là bao nhiêu? Xuống dốc là x cộng cộng nam và là 15 km/h. Vậy vận tốc lúc lên dốc là 10 km/h, vận tốc lúc xuống dốc là 15 km/h. Ok chưa? Vậy là chúng ta làm xong cái bài số 3 rồi. Tiếp theo là bài số 4. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm X nằm bên ngoài đường tròn XO bằng D. Kẻ các tiếp tuyến với đường tròn AB là các tiếp điểm. Trước tiên chúng ta vẽ hình nè. Cái đường tròn, cho đường tròn tâm O bán kính R. Đây, tâm lòng cái tâm trước nha, chấm cái tâm trước này. Đó. Đường tròn tâm O bán kính R. Rồi xong, vẽ đường tròn xong này. Tâm O này. Tâm O. Rồi người ta cho mình là XO bằng D đúng không? XO bằng D. Thì đó. Nhưng mà cái trường hợp câu B này họ cho D bằng 2R đúng chưa? D bằng 2R. Chúng ta vẽ luôn 2R đi. Và X là ngoài đường tròn. Đây là R này. R ở đây là 3 cm ạ. Này vẽ 2R luôn đi. Đây, chỗ này là
Đây là điểm x nha, x đây. X nằm chỗ này. Nối lại nha, nối lại là xo này. Rồi chúng ta có đường tròn tâm O bán kính R, cái này là R này, này là R để đó. Thì chúng ta có là tiếp điểm, nó có tiếp tuyến với đường tròn. Tiếp điểm là A và B tiếp điểm đúng không? Thì tiếp tuyến thì vuông góc bán kính từ tiếp điểm. Ta vẽ cái bán kính này. Chấm thử xem sau này. Nào, kẻ đi. Rồi cái kẻ bình thường. Đó. Tiếp tuyến là tuyến vuông góc bán kính nha. Tiếp tuyến thì vuông góc bán kính từ tiếp điểm. Vuông nào. Rồi chỗ này là vuông góc nha. Vuông góc này. Đây là điểm A này. Rồi tiếp theo thì chúng ta vẽ tiếp này. Rồi cái này chúng ta vẽ vuông góc của bán kính. Vuông rồi đó, phải luôn. Tiếp điểm là chính là AB, đây là B được chưa? Đây là B, đây vuông góc luôn nè. Nhớ là tiếp tuyến thì vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Tiếp tuyến này là XA, XB này. Và để yêu cầu câu A đó làm gì đây? Câu A là chứng minh. Chứng minh gì đây? Bốn điểm XOAB cùng thuộc đường tròn. Bốn điểm XOAB cùng thuộc đường tròn. Thấy không? Thì chúng ta chỉ việc chứng minh gì? Chứng minh cái tứ giác này nè. XAOB nội tiếp là xong. Đúng chưa? Vậy câu A. Câu A làm câu A trước này. Câu này có phải làm câu A đi, qua ghi chỗ này. Câu A là chứng minh gì đây? Chứng minh 4 điểm. 4 điểm là X, O, A, B cùng thuộc đường tròn. Cùng thuộc một đường tròn. Chứng minh bốn điểm XOAB cùng thuộc một đường tròn. Bây giờ chúng ta xét tứ giác gì đây? Chúng ta xét tứ giác gì? X gì? XAOB có. Xét tứ giác XAOB có. Có gì đây? Có góc XAO là bạn 90 độ. Đúng không? XO 90 độ. Lý do là chúng ta có là XA là tiếp tuyến với đường tròn, đúng không? Giả thuyết đây rồi, giả thuyết. Và góc thứ hai là góc XBO. XBO cũng bạn 90 độ luôn. Và đây là do giả thuyết. Giả thuyết phải cho, đúng không? Tiếp tuyến thì vuông góc bán kính thôi. Vậy thì từ đây chúng ta suy được là gì đây? Suy được là góc XAO này cộng cho góc XBO bằng 180 độ. Tứ giác XAOB có tổng số đo hai góc đối diện là góc XAO và góc XBO bằng 180 độ, thì tứ giác này nội gì? Nội tiếp được trong đường tròn. Vậy suy ra được là tứ giác XAOB nội tiếp được trong đường tròn. Nội tiếp được trong đường tròn. Chưa, đường tròn. Vậy sao đây? Vì nó có tổng hai góc. Vì có tổng hai góc đối diện. Bằng 180 độ, đúng chưa?
Mà tứ giác này nó nội tiếp ở trên tròn thì sao? Thì bốn cái điểm X, O, A, B là cùng thuộc đường tròn. Vậy bốn điểm X, O, A, B cùng thuộc một đường tròn đều phải chứng minh. Vậy chúng ta làm xong câu A nha. Đó, đều phải chứng minh. Câu B là trong trường hợp D bằng 2R, tính độ dài đoạn thẳng AB theo R. Câu B này. Câu B trong trường hợp D bằng 2R, tính độ dài AB theo R. Câu B là họ cho là gì đây? Họ cho là D bằng 2R này. Bác mình tính AB theo R. Được chưa? Đó, tính AB theo R. Thì câu này đó thì chúng ta để ý này, chúng ta có là cái tiếp tiến xa với xb xuất phát tại ứng điểm thì xa nó bằng xb nha, đúng không, bằng xb rõ ràng chưa. Rồi hay là tính chắc hai tiếp tiến cách nhau thì bằng nhau. Rồi cái bán kính oa này đây r này, đây cũng r này, oa bằng ob chưa, bằng r chưa, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy này, vậy thì nếu mà xa bằng xb đó thì x nó thuộc đường trung trực của đoạn thẳng gì? AB, thấy không? Rồi tương tự chúng ta có là OA bằng OB thì O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng gì? AB. Rõ ràng chưa? Vậy thì XO chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Vậy thì XO nó vuông góc được ai? Vuông góc được phương AB. Đúng không? Sau đó chúng ta gọi H là trung điểm của AB. Thì sao? Thì cái đoạn AB sẽ bằng 2 lần AH. Đúng không? Và ở đây chúng ta có được là gì đây? Cái XO là bằng 2R chưa? XO là để cho bằng 2R này, 2R để cho 2R. Có XO bằng 2R rồi. Thì chúng ta tính được gì? Tính được XA. Và tính XA rồi thì chúng ta sẽ tính được AH. Rồi chúng ta sẽ vẽ này. Thầy đầu tiên thầy sẽ nối cái đoạn nối hai điểm A và B lại với nhau này. Nối AB lại với nhau. Rồi bây giờ thầy sẽ gọi, đây chắc chắn là vuông góc rồi nha. Thầy sẽ gọi H là trung điểm. H là trung điểm không nha? H là trung điểm của H là giao điểm nhé, H là giao điểm, xin lỗi, H là giao điểm. Còn H là giao điểm của giao điểm và trung điểm. Là giao điểm của A, B và XO, được chưa? Rồi H là giao điểm của AB và XO. Rồi V này, V XA bằng XB chưa? XA bằng XB. Lý do là tính chất hai tiếp tiến cách nhau. XA và XB có nghĩa là tính chất hai tiếp tiến cách nhau thì bằng nhau. Do đó thì suy được như đây. XA và XB thì X thuộc trung trực của đoạn thẳng gì? AB, đúng chưa? Suy là X. Điểm X này thuộc trung trực của AB. XA bằng XB thì X thuộc trung trực của AB. Rồi tiếp tục. V OA bằng OB. Bằng R chưa? OA bằng OB bằng R, do đó thì O thuộc trung trực của ai? Của AB. Suy ra O thuộc điểm O đó, điểm O thuộc trung trực của AB. Vậy thì cái này ghi số 1 đi, số 1. Số 2. X thuộc trung trực của AB, rồi O thuộc trung trực của AB. Vậy từ 1 2 C đây.
từ 1, 2 suy ra. XO sẽ là trung trực của đoạn thẳng AB. XO là trung trực của AB. Được chưa? XO là trung trực của AB. Vậy sao? XO là trung trực của AB chúng ta đã học ở lớp 7 rồi. Tôi nhắc lại nè. Lớp 7 chúng ta đã học là cái đoạn thẳng AB đây. Nếu thầy gọi M là trung điểm AB. Một cái đường thẳng nào đó nó đi qua trung điểm M và nó vuông góc của AB thì cái đường thẳng đó chính là trung trực của AB. Hay nói khác, D là trung trực của AB khi nào? D là trung trực AB khi nào? Khi D vuông góc của AB tại trung điểm M. Thấy chưa? Vậy thì XO trung trực của AB thì chứng tỏ là XO nó vuông góc với AB này, và đồng thời nó chia cái đoạn thẳng AB thành hai phần bằng nhau, có nghĩa là HA sẽ bằng H gì? HA bằng HB. Ok chưa? HA HB. Vậy thì thầy suy được XO sẽ vuông góc được với AB. Vậy đây. Và H là trung điểm của AB. Được chưa? XO vuông góc của AB và H trung điểm của AB. Tới đây thì D cho mình là đoạn XO là 2R rồi. OA có rồi. Tính XA được không? Tính XA được đúng không? Tính XA được này. Tính XA được rồi thì chúng ta sẽ có này là AH nhân gì? Nhân cho XO nó sẽ bằng là XA nhân cho OA, bởi vì tích đường cao nhân cạnh huyền bằng tích hai cạnh góc vuông. Cái này là hệ tích lượng trong tam giác ta đã học ở lớp 9 rồi, phần ghi mẫu á. Bây giờ thì chúng ta sẽ tính XA đi. Tính XA này. Để đây hình nó rất là dài luôn. Thì trong cái tam giác XAO vuông tại đâu? Vuông tại A. Ta có trong tam giác XAO này vuông tại A ta có gì đây? XO bình phương bằng XA bình phương cộng OA bình phương. XO bình phương bằng XA bình phương cộng OA bình phương. Mình cần tính gì? Tính XA đúng không? Vậy là XA bình phương sẽ bằng XO bình phương trừ OA bình phương. Suy ra XA sẽ bằng căn bậc 2 của XO bình phương trừ cho OA bình phương. XO thì đề cho mình là 2R và 2R bình phương đây. Cộng trừ cho OA là OA chính là R bình phương đây. OA là R đúng chưa? Bình phương đây là R bình đó. Đây là 4R bình chưa? 4R bình phương trừ R bình phương là còn 3R bình phương. Căn bậc 2 của 3R bình phương là bằng mấy? Đưa ra ngoài. R phải lớn hơn 0, bán kính lớn hơn 0 chưa? Vậy là bằng R căn 3. Vậy là tính được XA là R căn 3. Đúng không? XA tính được R căn 3 này. Rồi, bây giờ áp dụng cái hệ tích lượng trong tam giác là chúng ta có gì đây? Tiếp theo này. Tam giác XAO vuông tại đâu? Vuông tại A. Có gì đây? Có AH là đường cao. Hay có AH vuông góc với ai? XO. Tam giác XAO vuông tại O, vuông tại A, được chưa? Vuông tại A là có AO vuông góc AH chứ. Tam giác XAO này vuông tại A, có AH vuông góc XO. Được chưa? Suy ra gì đây? Suy ra được là tích đường cao là AH nhân cho XO này. Sao bằng tích hai cạnh góc vuông là bằng XA nhân cho OA. Vậy tính được cái đoạn AH là sao? AH sao vậy? Bằng XA nhân OA chia cho XO. Đúng không? XA là chúng ta vừa tính xong là bằng R căn 3. OA là bằng R. XO đề cho là 2R. Vậy tính toán được lại rút gọn này thấy không? Rút gọn mắc R này. Và là còn như đây. Còn R căn 3 chia cho 2. Vậy là AH bằng R căn 3 chia 2. Mà
tính AB đúng không? AB là gì? Hớt chung điểm AB thì AB nó bằng 2 lần AH. Và lúc này AB sẽ bằng 2 lần AH bằng 2 nhân R căn 3 chia cho 2 thì nó bằng là R căn 3. Vậy AB bằng gì? R căn 3. Ok chưa? Tiếp theo là câu C. Gọi C là điểm đối xứng của B qua O. Đường thẳng AC các đường tròn O tại D khác điểm C. Hai đường thẳng AD và XO khác nhau tại M. Chứng minh rằng X mà bình bằng MD nhân MA. Thì khi họ cho viết thức này thì khả năng chứng minh là gì đây? Chứng minh là tam giác đồng dạng là nhiều nhất. Và chúng ta để ý nè, cái tứ giác XAOB nó nội tiếp chưa? Nội tiếp thì chúng ta có là cái góc AXO này, góc này này, thấy chưa? Nó bằng góc nào? Nó sẽ bằng góc ABO, bởi vì nó cùng chén cùng nội, cùng ABAO đúng không chưa? Góc AXO này nó bằng góc ABO vì nó cùng chén cùng AO và nó bằng luôn góc AB BC. Góc ABO cũng chính là góc ABC. Được chưa nè? Rồi tiếp theo này, trong cái đường tròn O này thì chúng ta có là góc ADC này đúng không? ADC đây này. Nó bằng góc nào? Nó có bằng góc ABC không? Bạn thấy chưa? Góc ADC nó bằng góc gì? Góc ABC vì nó cùng chén cùng AC. Vì hai góc nội tiếp cùng chén cùng AC. Tiếp tục mặt khác này, cái góc X góc XDM nó bằng góc ABC chưa? Góc ADC chưa? XDM này bằng góc ADC vì hai góc này đối gì? Đối đỉnh. Thì lớp 7 ta học rồi. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Vậy từ những điều trên chúng ta suy gì đây? Suy được là góc ADC này nó bằng góc nào? Nó bằng góc AXO không? Rõ ràng hết chưa? Bằng nhau. Mà hai cái này bằng nhau suy gì đây? Suy được là góc. Góc gì? Góc gì? Góc M X A sẽ bằng góc nào? M X A sẽ bằng góc X D M. Đó, bằng nhau, đúng không? Bằng nhau rõ ràng luôn á. Sau đó chúng ta xét tam giác gì đây? Xét tam giác X M D và tam giác là A M X là chúng ta tìm được cái tỷ lệ này. Tìm được tỷ lệ đồng dạng thì chúng ta suy được cái này. Rồi, bắt đầu giải này. Lý luận nha, lý luận này. Lý luận là chúng ta nói là tứ giác XAOM, XAOB nhé. Tứ giác XAOB nội tiếp, lý do là chứng minh trên. Chứng minh trên nha. Thì mình suy được là góc AXO nó sẽ bằng góc nào? ABO và nó bằng góc ABC. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chén cùng ai vậy? AO. Ok chưa? Rồi tiếp theo, trong cái đường tròn O á thì chúng ta có gì đây? Có là góc ADC nó sẽ bằng góc ABC. Lý do là cũng hai góc nội tiếp cùng chén cùng là AC. Rồi mặt khác, mặt khác thì chúng ta có góc SDM nó bằng góc gì? ADC. Lý do là hai góc đối đỉnh SDM bằng góc ABC đối đỉnh. Được chưa? Và từ đây chúng ta suy được là gì? Góc ADC nó bằng góc AXO. Và từ đây suy được là góc MXA thì nó bằng góc gì? SDM. Đúng không? ADC bằng AXO, suy ra MXA bằng SDM. Rồi ta xét tam giác XMD và tam giác là AMX có gì đây? Có góc là XMD nó bằng góc XMA và góc XDM. XMD bằng XMA nghe chưa? Vừa chứng minh đây. XMD XDM XDM bằng đây.
XDM bằng gì đây? XDM nó bằng gì? Bằng XMA. Đúng chưa? XDM bằng XMA này. XDM bằng XMA. Và có gì đây? Và có gì nữa? Có thứ hai là có gì? Có góc XMD. XMD nghe chưa? XMD bằng gì đây? Bằng MXA. Thấy không? XMXA này, MXA bằng XDM này. Rồi cái này nó là XDM bằng MX bằng XMA. Rồi XDM bằng MXA cho chứng minh đây. Và bằng nhau suy đây. Suy gì? Suy được là tam giác gì? XMD nó đồng dạng với tam giác nào? AMX trường hợp là góc góc. Mà đồng dạng C đây, đồng dạng C gì? XM đúng không? Chia cho AM. Nó sẽ bằng là MD chia cho MX. Lưu ý là XM chính là MX và nhân chéo được là sẽ làm XM bình phương các bạn. MA nhân cho MD đều phải chứ. Câu D, tìm mối liên hệ giữa D và R để tứ giác OAMB là hình thoa. Chúng ta nối M với B lại nè. M với B nối lại. Tìm mối liên hệ giữa D và R để tứ giác OAMB là hình thoa. Thì để mà tứ giác OAMB là hình thoa thì tứ giác này phải có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm O đường. Mà chúng ta đã có được HA và HB rồi. Và AH vuông góc được với XO rồi. Và chúng ta chỉ cần chứng minh được là HO và HM nữa là xong. Thì chúng ta sẽ tìm được mối quan hệ giữa D và R. D chính là XO á, để cho từ ban đầu là để cho D là XO rồi, đúng không? XO chính là D. Rồi bây giờ chúng ta xử lý này. Thầy thấy có hai tam giác là tam giác XAD này, đúng không? Với tam giác XCA, hai tam giác là đồng dạng với nhau vì nó có chung góc X, đúng không? Chung góc X này. Và thứ hai là có góc XAD này bằng góc XCA, đúng không? XAD bằng XCA, đúng không? Vì nó cùng chán cung đâu, cung AD, thấy không? Và nó đồng dạng với nhau thì suy được cái tỷ lệ đồng dạng. Rồi xử lý luôn này nghe chưa? Xử lý luôn. Câu D này. Xác tam giác XAD và tam giác XCA có này. Góc X chung này. X chung chưa? X chung. Và thứ hai là có gì đây? Có góc XAD. XAD này, thấy không? Bằng góc nào? Bằng góc XCA. Bằng nhau chưa? Đó, rõ rồi. Bằng góc XCA. XAD bằng XCA. Góc XAD bằng góc XCA. Vì nó cùng chén cùng như đây. Vì các nội tiếp cùng chán cung nội, cung AD. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chán cung AD. Cung AD nghe chưa? Rồi. Hai góc nội tiếp cùng chán cung AD. Từ đây mình suy được gì đây? Suy được cái tam giác X AD này đồng dạng với tam giác là XCA, trường hợp là góc góc. Mà đồng dạng thì suy được cái gì? Suy được là XA chia XC sẽ bằng XD chia XA. XA này chia XC này, thấy không? XA chia XC thì bằng XD chia cho XA. Thì chúng ta sẽ nhân chéo lên được cái đây. Nhân chéo được là XA bình phương sẽ bằng là XC nhân XD. Được chưa? Mà chúng ta có gì đây? Mà gì?
chúng ta có được là x a bình phương sẽ bằng gì? Bằng xh nhân cho xo, bởi vì tam giác a xah xo nhé, tam giác xao là vuông tự a, có h đường cong đúng không, xao vuông tự a có h đường cong, do đó thì xa bình phương sẽ bằng xh nhân xo, xa bình phương này bằng xh nhân cho xo đúng không, xa bình phương bằng xh nhân xo, đồng ý chưa? Rồi mà xa bình phương là bằng xc nhân xd, từ đây suy đây suy được là xc nhân xd sẽ bằng xh nhân xo đúng không, xc nhân xd bằng xh nhân xo, và từ đây chúng ta suy được gì, suy được xc chia xh, xc chia xh sẽ bằng xo chia xd, và chúng ta thấy này có tam giác xc xco này đúng không, xco với tam giác là xh xco và xco với xh gì, hd này nối lửa này, xco hd sau đây có đồng dạng không, xco xhd đồng dạng đúng không, vì sao, vì nó có được tỷ lệ này xc chia xh bằng xo chia xd, và nó có gì nữa, nó do có góc x chung nữa đúng không, rồi xác tam giác xco và tam giác gì, xco và tam giác xhd đúng không, xhd xco xhd này đúng không, tam giác xhd có gì đây, góc x là góc chung này và gì, và tỷ lệ là xc chia xh bằng xo chia xd đúng không, xc này chia xh bằng xo chia xd, thấy chưa, vậy suy ra hai tam giác đồng dạng, suy tam giác là xco đồng dạng với tam giác nào, xhd đúng không, đồng dạng với nhau thì sao, đồng dạng là từ đây chúng ta suy được gì, suy được góc xco này, xco nó bằng góc nào, nó bằng góc xco bằng góc nào, bằng góc xhd, xco này bằng câu rất là khó nha, xco bằng xhd nha, suy được góc xco bằng góc xhd đó, sao nữa này, và chúng ta có gì đây, ta có gì đây, ta có được là cái góc DAH này, góc DAH đúng không, bằng góc gì, góc DAH thì bằng góc nào, nó bằng góc XCO đúng không, DAH đúng không, D này nghe chưa, DAH bạn xco phải không, bị cùng cán chén cung nổ, cùng chén cung gì, cung b gì, bị d, thấy chưa, dah chính là dab đó, thấy chưa, dah chính là dab đó, dah chính là dab, và chúng ta có các dah này bằng góc gì đây, bằng góc xco do nó cùng chén, cùng gì đây, cùng b b gì được không, do hai góc nội tiếp cùng chén cùng b gì, rồi tiếp tục này chúng ta có xử lý này, thì chúng ta có được gì đây, cái góc dah này, đây góc dah, góc dah cộng góc dah nha, cộng góc DHA đúng không, nó sẽ bằng gì, nó sẽ bằng góc XCO đúng không, cộng góc DHA và nó bằng gì, góc XHD cộng cho góc DHA, và
tổng hai góc này bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ. Đó. Góc DH bằng như vậy, góc DH cộng góc DHA này. Nó sẽ bằng góc XCO cộng góc DHA, đúng không? Do là cái góc gì đây? Góc DAH nó bằng góc XCO này, vừa chứng minh trên này, thấy chưa? Do đó thì DAH góc DAH cộng góc DHA bằng góc XCO cộng cho góc DHA. Đúng chưa? Rồi bây giờ bằng gì đây? Bằng luôn gì? Còn nó bằng gì? Bằng góc XHD. Đúng không? HD. HD là bằng gì? Là bằng XCO cộng cho góc DHA. Và nó bằng gì? 90 độ. Đúng không? 90 độ. 90 độ thì lúc này sẽ gì đây? Sẽ được là 90 độ thì lúc này sẽ được cái gì? Góc XHD cộng DHA bằng 90 độ. X này, HD cộng góc DHA bằng 90 độ thì chứng tỏ là góc này vuông chưa? Góc này vuông này, thấy chưa? Góc này vuông. Vuông thì sao? Xoay được cái đây. Rồi, tại đây nó khó rồi đó. Tại đây mình xoay được là HD này sao đây? Nó vuông được với ai? Nó vuông được với AM hay là vuông với AD như nhau? Vuông với AM cũng được, vuông với AM. HD vuông AM. Đúng không? HD vuông AM, đây vuông nha, cho đây vuông với AM này, đó vuông. Cái tam giác AHHM là vuông rồi mà có HD đường cầu. Vậy thì theo hệ thức lượng tới đây. Theo hệ thức lượng. Trong tam giác gì đây? Tam giác vuông MHA có gì? Theo hệ thức lượng, trong tam giác vuông MHA có. MHA có vuông từ H á. Có gì đây? Có được là MH bình phương, có nghĩa là bình phương cạnh các vuông bằng tích hình chiếu nhân cạnh quyền, thì bằng M gì? MD nhân cạnh quyền, hình chiếu là MD, cạnh quyền là MA hay là AM nè. Đó. Mà theo câu câu C chứng minh được không? Câu C chứng minh được làm XM bình bằng MD nhân MA. Theo câu C này, chúng ta có là XM bình bằng MD nhân cho MA. À giống y chang chưa? Vậy thì bên phải bằng nhau, bên trái bằng nhau thôi. Mình suy được là gì? MH nó sẽ bằng gì? MH bình nó bằng gì? XM bình. Vậy suy ra được là MH bằng XM. Mà MH bằng XM thì sao? Thì MH này bằng XM thì M trung điểm của ai? M trung điểm của XH, đúng không? Suy được M là trung điểm của XH, thấy chưa? Vậy thì tứ giác, cái tứ giác gì đây? Tứ giác OAMB này nó có là có gì đây? Nó có là hai đường chéo vuông góc với nhau rồi, thấy không? Từ H và có HA bằng HB rồi. Nên MA OAMB đó là hình thoa khi nào? Khi mà chỉ khi là HO này sao? Nó bằng gì? HM. Đúng không? Rồi, lý luận tiếp này. Lý luận ngang, câu đi dài quá. Tứ giác. Tứ giác là gì đây? OAMB. Tứ giác là OAMB có hai đường chéo vuông góc nhau tại H. Tại H nha. Tứ giác OAMB có hai đường chéo vuông góc với nhau tại H. Và HA bằng HB. Nay hay là suy ra đi, suy ra. Tứ giác OAMB là hình thoa. Suy tứ giác OAMB là hình thoa. À không, bỏ đi.
Tứ giác OA mà B là hình thoi khi nào? Khi và chỉ khi. Gì đây? Khi và chỉ khi nào? Khi đây? Khi và chỉ khi là đường cái đoạn H gì? HO bằng HM. HO phải bằng HM. Được không? Phải tương đương. HO và HM nữa nha. Tương đương với gì? Tương đương với gì? HO và HM đúng không? Mà cái đoạn này bằng đúng không? Trung điểm này thấy không? Trung điểm nó thì sao đây? Vậy thì cái đoạn gì? XO nó bằng 3 lần gì? 3 lần OH, thấy chưa? XO sẽ bằng 3 lần OH. XO sẽ bằng 3 lần OH, thấy chưa? HO bằng HM rồi thì XO bằng 3 lần OH. Và chúng ta sẽ nhân hai vế cái này cho mấy? Cho cái gì đây? Cho OH nha chưa? Phải nhân cho OH nhân cho XO. Thì đây nhân OH nữa là 3 lần OH bình. OH mà nhân XO bằng gì đây? OH nhân XO ra gì? OH này nhân XO chính là ra gì? OH nhé, OH nhân XO thì ra chính là cái tam giác này, tam giác XAO là nó vuông tờ A, có đường câu là AH này. Vậy thì AO bình sẽ bằng gì? OA bình sẽ bằng gì? OH nhân XO. Vậy chúng ta có là nên ra là OA bình phương. Đúng chưa? OH nhân XO chính là OA bình phương bằng 3 lần OH thì bằng gì? OH bằng mấy đây? OH bằng 1/3 nha, 1/3 XO. Chúng ta ghi là thay bằng 1/3 XO bình phương đây. Đúng chưa? Vậy là tương đương với OA bình phương sẽ bằng, cái này là bình phương là 1/9 XO bình đúng không? 1/9 XO bình rút gọn trong 3 là còn gì? XO bình chia cho 3. Thấy chưa? Vậy thì OA bình bằng XO bình chia 3. Vậy thì XO chính là D đúng không? Vậy thì chúng ta có gì đây? Tương đương với XO bình phương sẽ bằng 3 lần OA bình phương. OA có rồi, vậy XO sẽ bằng căn bậc 2 của 3 lần OA bình phương. Tương đương với XO sẽ bằng OA thì bằng R, vậy là bằng R căn 3. Đúng không? Cái này có nghĩa là nó bằng cái này 3 R bình phương, thấy chưa? Đưa ra ngoài là R căn 3. Và D D chính là XO, nhưng do đó thì vậy D sẽ bằng R căn 3. Đó, mối liên hệ giữa D và R chính là D bằng R căn 3. Bài cuối cùng là bài số 5. Cho x là số thật bất kỳ, có nghĩa là x thuộc R đó, R là số thật. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T bằng x bình cộng 7 đem chia cho căn bậc 2 của x bình cộng 3 cộng căn bậc 2 x bình cộng 3 chia x bình cộng 7. Thì chúng ta để ý nè, là cái x bình cộng 7 này chia căn bậc 2 x bình cộng 3 nó bằng gì đây? X bình cộng 7 này chia căn bậc 2 của x bình cộng 3 đó là nó bằng là tách cái x bình cộng 7 ra là bằng x bình cộng 3 cộng cho 4, được chưa? Chia căn bậc 2 của x bình cộng 3 thì x bình cộng 3 chính là bằng gì, biết không? X bình cộng 3 chính là bằng căn bậc 2 của x bình cộng 3 nhân căn bậc 2 của x bình cộng 3, đúng không? Và chia xuống này, chia xuống thì được gì đây? Nó sẽ được gì? Nó sẽ được là căn bậc 2 của x bình cộng 3. Và lấy cộng 4 chia cái mẫu thì chúng ta có là cộng cho 4/ căn bậc 2 của x bình cộng 3. Ok chưa? Và hai cái này chúng ta thấy là dùng Cauchy thì nó sẽ mắc được cái này đúng không? Mắc được căn x bình cộng 3. Và chúng ta nhớ Cauchy này là A cộng B với AB là hai số không âm á. Với AB là hai số không âm, nghĩa là AB lớn bằng 0 thì A cộng B sẽ lớn bằng 2 lần căn bậc 2 của A nhân B. Và dấu bàn xảy ra khi nào đây? Dấu bàn xảy ra khi nào? Dấu bàn xảy ra khi A bằng B, nhớ chưa? Đây là Cauchy cho hai số AB không âm. Vậy chúng ta trình bày này. Theo bắc đẳng thức
cosine. Ta có. Chúng ta lưu ý là cái x bình cộng 3 luôn dương rồi, đúng không? X bình cộng 7 dương rồi, chúng ta cho đó là cosine của mình là số dương, cho hai số dương, đúng chưa? Vậy chúng ta có gì đây? Là x bình cộng 7 này chia cho căn bậc 2 của x bình cộng cho 3. Câu này chúng ta phải chọn điểm ra nha. Chứ nếu không chọn điểm ra chính xác thì câu này dễ bị sai lắm. Và bằng x bình cộng mấy đây? Cộng 3 cộng cho 4. Chia x bình cộng cho chia căn bậc 2 x bình cộng 3 thì tách được là gì đây? Nó sẽ ra được là căn bậc 2 của x bình cộng 3 cộng cho 4 phần căn bậc 2 của x bình cộng 3. Ok chưa? Và ở đây ta dùng cosine thì nó lớn bằng gì đây? Lớn bằng 2 lần căn bậc 2 của A chính là căn bậc 2 x bình cộng 3 cộng B chính là 4 phần căn bậc 2 x bình cộng 3. Vậy là 2 lần căn bậc 2 của x bình cộng 3 này nhân cho B là 4 phần căn bậc 2 x bình cộng 3. Chúng ta rút gọn mắt chưa? Mắt cái này rồi là còn căn bậc 2 của 4 bằng 2. 2 x 2 bằng 4, cái này là bằng 4. Đúng chưa? Bằng 4. Vậy thì nếu như thầy đặt cái A đó hay là T cũng được. Nếu đặt T hay là A gì đó như nhau chưa? Đặt A đi. Đặt T nó hơi trùng trùng với chữ T nhỏ chữ lớn này. Đặt A đi. Đặt A bằng x bình cộng 7 chia căn bậc 2 của x bình cộng 3. Thì cái này sẽ là gì? Nghịch đảo chưa? Đúng không? Hai cái này đảo nhau đúng không? X bình cộng 7 chia căn bậc 2 x bình cộng 3 với căn bậc 2 x bình cộng 3 chia cho x bình cộng 7 là nghịch đảo nhau. Bởi vì hai cái này nhân nhau mấy? Nhân nhau bằng 1. Vậy đặt cái này bằng A, cái này sẽ là 1 phần A. À, rất là hay luôn. Đặt cái đây. Đặt A nhỏ bằng x bình cộng 7 chia cho căn bậc 2 x bình cộng 3. Thì A chúng ta vừa chứng minh xong là A lớn bằng 4 rồi. Đúng không? A lớn bằng 4 này. Ok chưa? Điều kiện nó quan trọng lắm. Suy đây. Suy ra là cái căn bậc 2 của x bình cộng 3 này chia cho x bình cộng 7 nó sẽ bằng gì? 1 phần A. Thì cái đề năm 2021-2022 của Ngãi cho câu rất là hay luôn này chưa? Và rất là nhiều em sai cái chỗ điểm rơ này. Đúng không? Dùng trực tiếp là sai nha, chọn điểm rơ. Điểm rơ ở đây chính là A bằng 4 á, thấy không? A lớn bằng 4, A bằng 4 nè. Rồi bây giờ chúng ta có được cái này bằng A chưa? Cái này bằng 1 phần A rồi, vậy thì T bằng gì đây? Lúc này T bằng gì? T sẽ bằng A cộng cho 1 phần A. Tới đây mà các em dùng cosine là các em bại đúng không? Dùng luôn là bại đúng không? Dùng luôn là sai, bởi vì sao? Nếu dùng cosine thì A cộng 1 phần A nó lớn bằng 2 lần căn bậc 2 của A nhân 1 phần A là bằng mấy? Là bằng 2. Dấu bằng xảy ra khi nào? Khi A bằng 1 phần A là chúng ta nhân bình phương lên, nhân lên được bình phương A bình ra bằng 1. Vậy em lấy em giải ra A bằng 1 này. Vô lý chưa đúng không? Bởi vì A ở đây lớn bằng 4 mà. Thấy không? Vậy chúng ta mà không chặn được ngay từ đầu A lớn bằng 4 thì cái này dễ sai liền. Thấy chưa? Các em vô mới vô là em có em đặt A bằng cái này, xây cái này 1 phần A thì em dễ liền là em sai liền. Bởi vì sao? Cái điểm ra của nó là A bằng 4 mà, nghĩa là A lớn bằng 4 á, mà em giải ra A bằng 1 là sai chưa? Rồi. Vậy lúc này chúng ta phải chọn điểm ra bằng cách nào đây? Chọn điểm ra mới là cực kỳ quan trọng nè. Mấu chốt vấn đề là điểm ra. Thì chúng ta thấy là cái này là 1 phần A này. Nó để ý giờ 1 phần A. 1 phần A chúng ta sẽ ghép với ai? Chúng ta sẽ cho nó bằng K. Được chưa? 1 phần A cho bằng K. Ở đây thì chúng ta có là A bằng 4 rồi. Bằng 4 chưa? A bằng 4. Thay vào nghe chưa? Là mấy đây? 1 phần 4 sẽ bằng 4K. Được không? Lúc này chúng ta có được là K sẽ bằng 1 phần 4 chia 4 là 1 phần 16. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ ghép gì đây? Ghép 1 phần A với ai mới là quan trọng? 1 phần A với ai? Với gì? 1 phần A ghép với KA. Đó, cặp KA đó. 1 phần A ghép với KA chính là bằng 1 phần A ghép với gì đây? K là 1 phần 16 chưa? Mình nhân vào sẽ là 1 phần 16 nhân A. Đó, chính là A phần 16 đó. Vậy là xong. Vậy nó bằng gì đây? Bằng sẽ bằng gì đây? Sẽ
sao bạn chúng ta vừa ghép xong á, và vậy một phần a chúng ta ghép với a phần 16, được chưa? Vậy thì một phần a đây rồi, a phần 16, và chúng ta lấy một, lấy a này trừ a phần 16, nghĩa lấy một trừ một phần 16 là bạn mấy đây, bạn 15 phần 16 nhân a, có nghĩa là 15 a chia 16 cộng a chia 16 là bằng 16 a, 16 a chia 16 chính là bằng a, đúng không? Tách ra thôi, tách cái ông a này thành ông a phần 16 cộng 15 a chia 16, được chưa? Đó là kỹ thuật. Sau đó thì chúng ta dùng cosine chỗ này, nhớ chưa? Cosine chỗ này này, và dùng cosine vào thì nó sẽ lớn như đây, nó lớn bằng hai lần, nó ghi cosine nha, cosine nó lớn bằng hai lần căn bậc 2 của 1 phần a nhân cho a phần 16. Và cái này chúng ta ghi là chúng ta thay ra a lớn bằng 4 mà dấu nó vẫn cùng, đúng không? Cùng dấu chưa? Vẫn cùng chiều. A lớn bằng 4 thay vào đây là 15 nhân cho 4 chia cho 16. Và này thay số tính toán ra rút gọn ra 3 ra, 3 a ra. Và là căn bậc 2 của 1 phần 16 chính là bằng 1 phần 4, vậy 2 nhân cho 1 phần 4 này. Còn cái này thì chúng ta tính toán đi là bằng 15 nhân 4 đem chia cho 16 thì nó bằng là 15 phần 4. Chỗ này là cộng cho 15 phần 4. Vậy là 2 phần 4 cộng 15 4 là 17 phần 4. Chỗ này là kết quả là 17 phần 4. Vậy T lớn hơn 17 phần 4 thì giá trị nhỏ nhất sẽ là bao nhiêu? Nhỏ nhất đúng không? Sẽ là mấy? Là 17 phần 4. Khi nào? Xảy ra khi nào đây? Xảy ra cosine này, chỗ này xảy ra khi 1 phần A bằng A phần 16. Và lưu ý là A bằng mấy? A bằng 4. Đúng không? Rồi. Chúng ta nói là dấu bàn. Xảy ra khi nào? Xảy ra khi nào? Hai điều, thứ nhất đó là cosine chỗ này là a bằng b, có nghĩa là 1 phần a bằng a phần 16. Và thứ hai là a lớn bằng 4 thì a bằng 4 thôi. Điểm ra là a bằng 4. A bằng 4 thế mà đúng chưa? 4 thế 4 là 1 phần 4 bằng 4 phần 16, chính xác rồi. Thì tóm lại ở đây là chỉ cái lấy a bằng 4 thôi. A bằng 4. Đúng không? Nhớ thỏa tranh chưa? A bằng 4 là thỏa trình tranh rồi. A bằng 4. A bằng 4 nghĩa là a là cái gì? A đây. A chính là x bình cộng 7 chia căn bậc 2 x bình cộng 3 bằng 4. Và là x bình cộng 7 này chia căn bậc 2 của x bình cộng 3 thì bằng mấy đây? Bằng 4. Bằng 4 thì tương đương. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhân chéo lên thôi, nhân chéo là bình phương hai vế là xong. Và là x bình cộng 7 này bằng đây. Nó sẽ bằng là 4 lần căn bậc 2 của x bình cộng 3. Và chúng ta sẽ bình phương hai vế cho nó mắc căn. Bên trái sẽ là x bình phương cộng 7 tất cả bình phương. Cái này bình phương lên là 16 nhân x bình cộng cho 3. Đúng không? Rồi. Nó sẽ ra phương trình bậc 4 đó. Đây là hàng đẳng thức này. Và là a bình nghĩa là x bình tất cả bình là x 4 này. Cộng 2 lần AB là cộng cho 14 x bình phương. Cộng b bình là cộng cho 49. Cái này nhân vào được là gì đây? 16 x bình chuyển qua bên trái là 10 trừ 16 x bình này. Nhân vào là 48, chuyển qua trái là trừ 48 bằng 0. Để tương đương. X mũ 4. 14 x bình mà trừ 16 x bình là còn trừ 2 x bình phương. 49 mà trừ 48 là còn 1. Ui, cái này đẹp chưa? Cái này chính là hàng đẳng thức đúng không? Nó chính là x mũ 4 chính là x bình tất cả bình trừ 2 nhân x bình nhân 1 cộng 1 bình, đó chính là hàm đẳng thức là bình phương một hiệu, chính là x bình trừ 1 tất cả bình phương bằng 0. Mà bình phương bằng 0 thì sao? Cái bên trang nó cũng bằng 0, nghĩa là x bình trừ 1 bằng 0. Vậy là x bình bằng mấy? Bằng 1. X bình bằng 1 thì x bình x bằng cộng trừ 1. X bằng cộng trừ 1, đúng chưa? X bình bằng a thì x bằng cộng trừ căn a đó. A chính là 1 và x bình bằng 1 thì x bình x sẽ bằng cộng trừ 1. Ok. Vậy trả lời này. Vậy T min có nghĩa là giá trị nhỏ nhất của T đó là bằng mấy đây? Bằng 17 phần 4 khi nào? Khi x bằng cộng trừ 1.
Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.